Những ngày cận Tết Nguyên Đán Quý Mão, thủ phủ chuối Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vô cùng nhộn nhịp. Hàng trăm người dân trồng chuối từ các rẫy ở ven biên giới Việt-Lào, chợ Tân Long, ven quốc lộ 9, bán cho các chủ đầu nậu gom thành từng xe tải lớn đưa đi khắp các vùng Nam Bắc phục vụ Tết. Vùng này có đến khoảng 4.000 hectare chuối được người dân trồng, loại chuối chủ yếu là chuối mật mốc, vốn được sử dụng thông dụng trong các dịp lễ cúng, Tết, nên dịp Tết Nguyên Đán là dịp vùng này nhộn nhịp nhất. Khoảng từ giữa tháng 12 âm lịch, người dân đã đưa hàng ra chợ Tân Long để bày bán. Những chủ hàng này sau đó sẽ đưa chuối đi khắp mọi miền đất nước phục vụ thờ cúng Tết. Giá chuối dịp Tết này dao động từ 1 đến 2 triệu đồng mỗi buồng chuối, nên vụ chuối cuối năm thường mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân địa phương. Chính quyền huyện Hướng Hóa cho biết, năm nay chuối sản lượng không cao, nhưng bù lại giá chuối lại cao. Nhiều gia đình thu nhập đến vài trăm triệu đồng từ bán chuối Tết.